Xin chào cô chú anh chị nha. Thì hiện tại em đang có mặt tại khu phố 1, thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An. Và em cũng quay giới thiệu bán đến cô chú anh chị mình một lô đất với diện tích là 1.000 mét vuông, ngang là 12 còn dài là 90. Thì lô đất của mình nối tiếp với một con lộ đá, thì ô tô, xe 16 chỗ, điện nước, wifi là mình cập ngay đất luôn. Pháp lý là sổ hồng, khi quý anh chị mình muốn mua công chứng trong ngày là đều được luôn nha quý anh chị. Chỉ cách trung tâm hành chánh huyện tầm khoảng là 1,5 km nha quý anh chị. Còn quý anh chị mình từ Sài Gòn về tới ngay đất thì tầm khoảng là từ 70-80 km nha quý anh chị. Còn cô chú anh chị mình từ Tiền Giang mình qua tới ngay đất là khoảng là 40-80 km nha quý anh chị. Cũng phụ thuộc vào khu vực của cô chú anh chị mình luôn nha. Và phần đất này pháp lý là sổ hồng, khi quý anh chị mình muốn mua công chứng trong ngày là đều được nha. Khi quý anh chị mình mua lô đất này cần bên em hỗ trợ về mặt pháp lý, giấy tờ để chuyển đổi mục đích thì bên em vẫn hỗ trợ cho cô chú anh chị về mặt pháp lý và giấy tờ luôn nhé. Khá là đẹp luôn nè. Thì chủ trước khi bán thì chủ sẽ cầm giao ganh, chỉ ganh cho cô chú anh chị mình và bàn giao ganh toàn bộ rồi chủ mới đi công chứng cho cô chú anh chị mình, nên quý anh chị mình cũng an tâm về mặt pháp lý và giấy tờ luôn nha quý anh chị. Dân cư ở hiện hữu cũng khá là đông luôn, điện nước wifi là cặp ngay đất luôn, sổ hồng riêng luôn cô chú anh chị ơi. Và phần đất này chủ cần bán với mức giá là 310 triệu là cho 1.000 mét vuông. Quý anh chị mình quan tâm đến lô đất này thì hãy liên hệ trực tiếp với Hiếu Nghĩa nha. Số điện thoại của em là 0816556639. Em sẽ luôn luôn kết nối cho cô chú anh chị mình xem đất thực tế và gặp ngay chính chủ luôn ạ.